Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Côn Giáp thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 26 tháng riêng năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Bính Thìn, tháng Canh Dần năm tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ Nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc hành long, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trần, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ về ngủ hành ngủ hành ninh mệnh sa trung thổ ngày bính thìn tức can sinh chi nghĩa là họa sinh thổ và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm sa trung thổ kỵ tuổi canh tuất nhâm tuất ngày thuộc hành thổ khác với hành thủy đặc biệt là tuổi bính ngọ nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ ngày thìn lục hợp với dậu tam hợp với tý và thân thành thủy cục xung với tuất hình thìn hình mùi hại mão phá xỉu và tuyệt tuất về tuổi xung khác trong ngày tuổi mậu tuất nhâm tuất nhâm ngọ nhâm thìn và nhâm tý tuổi xung trong tháng tuổi nhâm thân mậu thân giáp tý giáp ngọ về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức tốt mọi việc sao thiên phú tốt mọi việc nhất là về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ khai trương mở kho nhập kho an táng sao thiên tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương, sao nguyệt ân, tốt mọi việc, sao lộc khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có, sao thổ ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tử, sao tin tạc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương. Sao Kiều Không, kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao Quả Tú xấu đối với cưới hỏi, sao Phủ Đầu Giác kỵ về khởi công, động thổ, sao Tam Tang kỵ khởi tạo, cưới hỏi, An Táng, sao Không Phòng kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng chính Đông. Và sau đây Mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021 Ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý, xem tử, tử vi cho thấy với bạn tuổi Tý đang trải qua một ngày có vận trình hung cát đan xiên và bạn tuổi Tý có thể sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm, nhưng về con đường tài lộc của bạn thì lại khó mà được như ý muốn. Ngày này với bạn tuổi Tý đang có được tam hợp quý nhân dẫn đường cho bạn, cho nên bạn có được cơ hội gặp gỡ với người tâm đầu ý hợp với mình. Chỉ cần đôi bên có chút cảm tình với nhau thì sẽ có được cơ hội để thúc đẩy, xúc tín mối quan hệ. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi tí, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Đây là lời cảnh báo về tiền bạc. Khi mà với bạn tuổi tí, tiền vốn chẳng rẻ kín, nay lại bạn uh, tiêu xài quá hoang phí. Với bà tuổi tí, bạn chớ có nghĩ rằng trời sinh vôi, trời sinh cỏ, có tiền núi mà tiêu hoang phí thì cũng sẽ hết một cách nhanh chóng mà thôi về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim nên mở lòng mình đón nhận tình yêu tới tử vi tuổi bính tý thuộc thủy có được nhiều cơ hội để tìm thấy người tâm đầu ý hợp tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa dễ mù quáng mà đánh mất tiền bạc tử vi tuổi canh tý thuộc thổ tin lầm người có thể sẽ gây hại đến mình tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc đào hoa nở rộ sớm có tình yêu Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi xỉu thứ ba ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi xỉu xem tử vi cho thấy bà tuổi xỉu trong ngày này đã gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá, đây có thể là nguyên nhân khiến cho tâm trạng của bạn thay đổi thất thường, không thể xác định được. Người ấy có thể sẽ cảm thấy bất mãn khi với những cố gắng và nỗ lực của mình không được bạn công nhận, kỳ thực thì với bạn tuổi sửu uh, cũng vô uh, cùng cảm kích với tâm lòng của đối phương nhưng tâm trạng của bạn không vui cho nên chẳng hề muốn nói lời cảm ơn nào cả bên cạnh đó trong ngày thứ ba này với bà tuổi sửu lại đang gặp ngày của chính quan chiếu mệnh cho thấy con đường công danh sự nghiệp của bạn mệnh tuổi sửu đang có được nhiều khởi sắc với bà tuổi Sửu có thể sẽ đạt được những thành công nhất định sau bao cố gắng và công sức của mình bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim công việc tiến triển tốt ngoài dự kiến tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy mâu thuận về tình cảm bùng nổ gay gắt tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa dễ cảm thấy tổn thương vì người mình yêu thương tử vi tuổi tan sửu thuộc thổ nên tập trung làm việc để nâng cao hiệu quả tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc đừng có cho mình là đúng mà phải biết lắng nghe Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ ba ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi dần xem từ vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi dần đang gặp được ngày có thực thần chia chở cho nên con đường tài lộc của bạn rất chi là sáng rõ có được nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập cho mình Ngày này, đối với những bạn kinh doanh buôn bán, làm nghề tự do thì có một ngày bận rộn với đủ các đơn hàng tới tấp tới. Bạn mệnh tuổi dần cần phải biết cách sắp xếp công việc, nếu không sẽ dễ gặp phải nhiều vấn đề khi có quá nhiều việc dồn dập chồng chất lên nhau, muốn kiếm được tiền thì ngoài chăm chỉ với bạn tuổi dần cần phải có đầu óc nữa ngày này với bà tử dần lại đang gặp ngày có mộc thổ tương xung cái điều này cho thấy về con đường tình duyên của bạn lại khá trắc trở bà tử dần cứ ngỡ đã tìm được tình yêu thuộc về mình nhưng tới cuối cùng mới nhận ra mọi thứ chỉ là sự ngộ nhận của bạn mà thôi về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy cần có thói quen sắp xếp công việc sao cho khoa học tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa tình duyên trắc trở không được như ý muốn tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ nên hiểu cho chính mình trước khi bước chân vào mối quan hệ mới tử vi tuổi canh dần thuộc mộc sự ngộ nhận có thể khiến cho bạn phải chịu sự tổn thương tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim công việc tiến triển tốt đẹp ngoài mong đợi về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu đen màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tuất tuổi hợi tử vi tuổi mão thứ ba ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021 ngày thứ ba này với bạn tuổi mão xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão đang có điểm báo bạn phải trải qua một ngày không được may mắn cho lắm trong ngày hôm nay bạn mệnh tuổi mão dễ gặp những rắc rối trong chuyện tình cảm do đang chịu ảnh hưởng của cục diện mạo thìn tương xung gây ra bạn mệnh tuổi mão bạn và người ấy không tìm được tiếng nói chung không thống nhất được ý kiến với nhau nên dù là những chuyện nhỏ cũng có thể khiến cho bạn và đối phương có những cuộc tranh cãi nảy lửa bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này còn khiến cho cuộc sống của bạn tuổi mão thêm phần tệ hại hơn khi mà công việc của bạn mệnh xuất hiện những sai sót khá lớn vì thói quen chủ quan của bạn. Bạn tuổi mão dễ phải nhận sự khiển trách của cấp trên vì điều này nữa về từ vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, mau thuận về tình cảm từ những chuyện nhỏ nhặt, từ vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa dễ đánh mất lý trí khi cảm xúc lên ngôi, từ vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ cần phải tập trung làm cho xong mọi việc, từ vi tuổi Tân Mão thuộc mộc đừng có đổ lỗi cho người khác vì sai lầm của bản thân, từ vi tuổi Quý Mão thuộc kim cần phải học cách đứng dậy sau khi vấp ngã. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. từ vi tuổi thìn thứ ba ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, thìn thìn tự hình. Cảm xúc của bà tuổi thìn trong ngày hôm nay lên xuống thất thường. Chính bạn cũng không hiểu được điều mà mình thực sự muốn là gì. Chính vì thế mà bạn đang có nguy cơ sẽ đánh mất đi người mình yêu. Bạn mạnh tuổi thìn còn có thêm rắc rối, phiền phức khi đang bị tiểu nhân thiên quan không ngừng quấy phá, gây khó dễ trong công việc. Và với bà tuổi thìn, không muốn phải làm mất lòng tất cả, à, bất cứ ai, nhưng cũng đã đến lúc bạn lại phải mạnh mẽ hơn nữa. Với ba tuổi thìn, chính thối quyên, cả nể, khiến cho bạn chẳng thể nào thẳng thắn đối mặt với những kẻ xấu bụng, đang có âm mưu làm hại mình. Nhưng, suy cho cùng, đi với bụt thì phải mặc áo cà sa, đi với ma, phải mặc áo giấy, bạn nên cân nhắc lại cho kỹ về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa họ, nên học cách nói không trước khi tự hại mình tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ tiểu nhân không ngừng gây chuyện thị phi tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc cần phải có quyết tâm và nỗ lực hơn người tử vi tuổi canh thìn thuộc kim tình cảm không thể ép buộc mà phải để tự nhiên tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy nên hiểu cho đối phương thông cảm để cùng nhau yêu thương về đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. tử vi tuổi tỵ thứ ba ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho thấy với bà tuổi tỵ đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cho nên con đường tài lộc của bạn đang có được dấu hiệu khởi sắc rõ rệt ngày này nếu như bạn làm công ăn lương thì sẽ có được nhiều cơ hội để phát huy ngày tay trái của mình còn nếu như bạn làm kinh doanh buôn bán thì nên mở rộng triển khai những kế hoạch của mình có thể sẽ gặp khó khăn ban đầu nhưng chắc chắn lợi nhuận thu về sẽ vượt quân số mà bạn tưởng tượng. Trong ngày này với bà tuổi tỵ lại đang gặp ngày có họa sinh xuất cho thổ, cho thấy với những hy sinh của bạn cho tình yêu chưa chắc đã là điều đúng đắn. Và với bà tuổi tị chua đi quá nhiều mà không đòi nhận lại thì chỉ khiến cho đối phương có thối quen ích kỷ, ý lại mà thôi. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ đừng biến bản thân thành kẻ bị lợi dụng. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ nên học cách để bảo vệ bản thân. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim, thần tài chưa chợ cho chuyện làm ăn, từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, dễ kiếm tiền từ ngày tay trái. Về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi than. Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ trong ngày này đang có được báo hiệu bạn có nguồn tài lộc khá chi là ổn định, không có nhiều chuyện cần phải lo toan. Bên cạnh đó, chính tài chiếu mệnh đảm bảo cho bạn đang có được tiền bạc rụng rỉnh trong tay nhờ làm tốt công việc của mình. Xong, ngũ hành sinh xuất, cái điều này cũng cho thấy với bà tuổi ngọ đang tọa rọn nỗi buồn khi mà những người xung quanh ai cũng có đôi có cặp trong khi bạn đang quản cô đơn một mình, chẳng biết phải chia sẻ tâm sự những nỗi buồn cùng với ai. Bạn mệnh tuổi ngọ nên siêng năng tham gia các hoạt động xã hội để tăng thêm các mối quan hệ xã giao với mình. Hãy thả lỏng mình một chút, đừng có quá khắt khe với chính bản thân, để cho cơ hội tình duyên cứ thế vụt bay mất khỏi tầm tay. Về tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc kim, buồn chán khi không có người ở bên, tử vi tuổi bính ngọ, thuộc thủy, tiền bạc đủ đầy nhưng vẫn không được vui, tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc họ chuyện tình cảm chưa có nhiều tiến triển từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ cần phải học cách yêu lấy bản thân mình từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc đừng có từ chối tình yêu khi bạn đã rung động về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 5 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu hồng màu cam quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi dần Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi mùi đang có chính quan nhập mệnh chẳng cần phải lo lắng gì về vấn đề công việc và hôm nay với bạn tuổi mùi chỉ cần làm tốt công việc của mình thực hiện theo đúng như kế hoạch mà bạn đã đề ra từ trước là mọi chuyện sẽ được ổn thỏa với bà tuổi mùi nếu như muốn tiến xa tiến nhanh hơn nữa về con đường công danh sự nghiệp của mình thì bạn nên dành nhiều thời gian đào sâu tìm hiểu về những kiến thức mới tìm cách tích lũy học hỏi thêm kinh nghiệm cho mình để tương lai phục vụ cho công việc được tốt hơn Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày của thổ khí vượng, nhắc nhở bạn mệnh tuổi mùi cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, công việc quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Đừng vì mãi mê làm việc mà ăn uống không đúng giờ giấc, bỏ bữa làm hại đến sức khỏe của mình về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim công việc hoàn thành tốt ngoài dự kiến. tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy cần phải chăm chỉ và cần cù hơn nữa tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa sức khỏe kiếm dễ mệt mỏi tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ biết mình biết ta trăm trận trăm xa trăm tháng tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc chăm chỉ mang đến cho bạn sự thành công và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thân xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn phù trợ, bà tuổi thân cần phải mở rộng trái tim mình. Đào hoa nở rộ ngày hôm nay, bạn còn trần trừ gì nữa mà không đón nhận tình yêu tới với mình và ngày hôm nay với sức quyến rũ của bạn tuổi thân có thể lên đến đỉnh điểm mà bạn mệnh có khi chẳng cần phải làm gì chỉ cần đứng một chỗ là chính mình mà thôi cũng đủ để thu hút được sự chú ý của người khác phái rồi bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thân lại đang gặp được ngày có thiên ấn xuất hiện góp phần tô thêm màu sắc rực rỡ cho bức tranh trong ngày hôm nay khi mà với bạn đang có được sự thông minh lanh lợi có thể nhanh chóng giải quyết được những vấn đề đang còn tồn động trong công việc về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy biết mình rồi ở đâu sẽ dễ dàng thành công hơn. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa tình cảm đôi lứa thăng hoa rực rỡ. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ công danh phát đạt có được nhiều cơ hội từ vi tuổi canh thân thuộc mộc nên bày tỏ tình cảm của mình nhiều hơn từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim đừng có ngại chủ động trong chuyện tình cảm và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi Dậu thứ ba ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Dậu xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Dậu đang có được sự trợ giúp của quý nhân trong chuyện tình cảm những mâu thuẫn rạn nứt trước đó trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy có thể sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và bạn tuổi dậu bạn biết mình cần điều gì muốn thứ gì trong cuộc sống này bạn cũng vô cùng trân trọng hạnh phúc mà mình đang có chính vì thế mà sau những giây phút nóng giận bốc đồng bạn cũng sẵn sàng xuống nước để níu giữ lại hạnh phúc thuộc về mình ngày này bạn tuổi dậu cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi dậu cần phải giữ vững tinh thần trách nhiệm trong công việc Chẳng có ai là không có lúc cảm thấy nạn lòng vì thất bại. Nhưng bà tuổi Dậu là người kiên trì và quyết tâm thì sẽ chiến thắng được nghịch cảnh mà thôi. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy nên có tinh thần trách nhiệm với công việc của mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa có quý nhân xe duyên dẫn đường chỉ lối cho bạn tìm thấy tình yêu. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ đừng bỏ qua cơ hội để có được hạnh phúc, tử vi tuổi tan giàu, thuộc mộc, bạn xứng đáng có được nhiều thứ hơn thế, tử vi tuổi quý giàu, thuộc kim, công việc hoàn thành nhanh chóng trước tín đồ. Về đánh giá của bạn tuổi giàu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ ba ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tuất xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tử tuất trong ngày hôm nay đang gặp khá nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm bạn mệnh có thể sẽ cảm thấy lựa chọn của mình sẽ là sai và hoang mang khi không biết có nên tiếp tục mối quan hệ hiện tại nữa hay là không ngày này với bà tử tuất đang gặp ngày tuất thìn tương xung chưa chắc những vấn đề phát sinh từ mâu thuẫn nào cụ thể mà có thể chỉ là bản mệnh cảm thấy nhàm chán, à, mất dần đi sức hút đối với đối phương mà thôi. Cái chuyện tình cảm thực sự là rất khó nói. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tuất đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh với bạn đang còn gặp thêm nhiều khó khăn trong công việc. bản mệnh bị tiểu nhân chỉ điểm, mách lẻo với cấp trên, thậm chí còn theo dệt nên những lời đồn đại vô căn cứ nhằm hạ thấp uy tín của bạn. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc họ đề phòng bị tiểu nhân phá hoại, từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ nên bình tĩnh để không đánh mất đi cơ hội, từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc có nhiều việc chẳng thể nào làm khác được, từ vi tuổi canh tuất của Kim, bình tĩnh để không phạm thêm sai lầm. Tử vi tuổi nhâm tuất, thuộc thủy, bạn có thể có được nhiều may mắn hơn. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi hợi, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi hợi đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi hợi cần phải vững tin với quyết định của mình. Chính nhờ sự quyết đoán và dứt khoát của bạn mà công việc của bạn sớm được giải quyết ổn thỏa. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Với bạn tuổi Hợi, mong muốn có được gia đình hạnh phúc như ý, nhưng dường như bạn đang áp đặt suy nghĩ của mình lên đối phương, khiến cho mối quan hệ trở nên ngọt ngạt. Bạn tuổi hợi cần phải bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Hãy tôn trọng ý kiến của đối phương và tìm cách dung hòa mong muốn, nhu cầu của hai người để không ai phải là người chịu thiệt thòi trong mối quan hệ này cả. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc họ, tình cảm không thể nào ép buộc, cần để tự nhiên. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ có nhiều vấn đề phát sinh do không chịu đối thoại từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc nên bình tĩnh để xử lý vấn đề nhanh gọn từ vi tuổi tân hợi thuộc kim rất khoát và quyết đoán đưa ra lựa chọn đúng đắn từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy đừng có để mình trở nên độc đoán không ai chịu nổi về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.